Năm nay là năm thứ ba vườn bơ lai ghép kỹ thuật giống 034 của gia đình anh Tạ Đức Tiến ở xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh tiếp tục cho kết quả khả quan. Từ vườn bơ bản địa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hiệu quả kinh tế rất thấp. Mỗi kg bơ cũng chỉ bán được từ 5.000 đến 7.000 đồng. Tuy nhiên, từ khi hơn 200 gốc bơ của gia đình lai ghép thành công giống bơ 034 đã cho kết quả mỹ mãn, thương lại tìm đến vườn thu mua với giá cao gấp nhiều lần quả bơ thường. Nếu như so với giá thị trường hiện tại thì giống bơ 034 này mang lại là hiệu quả kinh tế là cao hơn so với các bơ bản địa. Thực tế thì như giá năm nay thì có là theo thị trường thì khoảng từ dao động từ 25 đến 35 ngàn. Còn như bơ bản địa thì chỉ có tầm đến 5 đến 7 ngàn một cân. Nên là cảm thấy là bơ 034 thực sự là mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với những người giống bơ khác. Tỉnh Quảng Trị hiện có diện tích cây bơ tương đối lớn, quy đổi khoảng trên 300 hecta, tập trung chủ yếu vùng đất đỏ Đông Vĩnh Linh, Tây Giao Linh, Cam Lộ và Hưởng Hóa. Thực trạng các vườn bơ được các hộ gia đình trồng phân tán trong nương rẫy, cây già cỗi, năng suất, hiệu quả kinh tế rất thấp. Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh đã cùng với công ty giống Bảo Nguyên thực hiện cắt ghép, cải tạo hàng nghìn cây bơ bản địa bằng giống bơ 034. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ vườn bơ lai ghép vẫn còn khiêm tốn nên cần sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều phía. Thì trong quá trình triển khai ghép cải tạo này thì đang còn gặp một số cái khó khăn nhất định. Cả thứ nhất là cái giống bơ 034 này thì người dân cũng được chưa được tiệm cận nhiều, chưa mạnh mẽ lắm để tiếp tục mà ghép cải tạo các cái vườn bơ của địa phương của mình đang còn đang năng suất thấp vì nhiễm sâu bệnh. Cái thứ hai là hiện bây giờ thì cái quy trình chăm sóc của các cái giống bơ theo cái bơ 034 này thì người dân cũng đang còn gặp phải trong công tác chăm sóc và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh. Đặc biệt cái thứ ba này là hiện bây giờ cái thị trường để cho tiêu thụ cái bơ này thì chi cục cũng đang phối hợp với các cái doanh nghiệp để tiến hành vừa tổ chức ghép cải tạo và báo tiêu cái sản phẩm đầu ra cho bà con để cho quá trình tổ chức sản xuất được bền vững. Tỉnh Quảng Trị có tiềm năng đất đai rộng lớn, tuy nhiên việc biến tiềm năng này thành những vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng cao vẫn còn hạn chế. Trên cơ sở thành công của những giống cây ăn quả mới sẽ là tiền đề quan trọng để các địa phương xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cây ăn quả đặc sản giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu của thị trường và hướng đến xuất khẩu.